Trang Hì đón chào quý vị và các bạn. Thay mặt ban biên tập chương trình thì xin kính chúc quý vị luôn bình an, may mắn, phát tài, phát lộc. Quý anh chị và các bạn thân mến, nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng tuổi Hợi không chỉ là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Hợi không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khi gặp khó khăn hoạn nạn. Những người tuổi Hợi thì rất ham học hỏi, có thể thu nhập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Không chỉ như vậy, họ luôn là người đem đến niềm vui tiếng cười cho mọi người xung quanh. Hôm nay trong chuyên mục Tử Vi Phương Đông năm 2021 của 12 con giáp, ban biên tập chương trình cũng muốn chia sẻ với anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Hợi trong năm Tân Sửu 2021 này. Trong năm tới đây thì vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của tuổi Hợi sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho bàn phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh, sự nghiệp của mình, liệu có gặp phải những khó khăn hay là trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết trong video ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Hợi năm 2021 Tân Sửu. Về tổng thể, vận thế của người tuổi Hợi vào năm 2021 thì không có nhiều biến động lớn. Bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2021, Tân Kim lộ xuất thiên ấn, địa chi sửu âm thổ là thiên quan, thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Hợi, nên sự nghiệp của người tuổi này nói chung khá là thuận lợi, đặc biệt là những bạn làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Mệnh chủ cần phải luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế, có tác dụng hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Đặc điểm trong năm Tân Sửu này là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Ngoài ra, thái tuế sửu thổ là thiên quan hay còn gọi là thất sát. Do tác động của thất sát chủ yếu gây ra những mối bất hòa, tai ương, khiến cho con giáp này tính tình nóng nảy, nên trong năm nay tuổi Hợi dễ có những lúc kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người, nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, vướng phải những thị phi liên quan đến pháp luật, đồng thời sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng. Song con giáp này cũng cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Về mặt tình cảm thì mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý, năm Tân Sửu này thì không thuận lợi trong việc hôn nhân hoặc là gia ở riêng. Về chuyện tình cảm thì nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh, tuy nhiên thì nếu có tình cảm với ai thì nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc bất cứ hoàn cảnh nào, nếu không dễ để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Ngoài việc chú ý sức khỏe thì tuổi Hợi còn cần phải chú ý đến sức khỏe của bản thân và người nhà. Trong gia đình dễ có người ốm đau hoặc là qua đời. Tuy nhiên tuổi Hợi không nên quá lo lắng về vấn đề này bởi thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng như nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên những điểm sáng cũng có xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Nhìn chung, vận trình của tuổi Hợi vẫn còn tốt trong năm nay. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn là một cách để hóa giải những thị phi tai ách của năm. Với những gia chủ tuổi Hợi thì cần phải có vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được sự căn lành. Tử vi sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Hợi trong năm Tân Sửu 2021. Sự nghiệp của tuổi Hợi thì năm nay có thiên ấn và thiên quan cùng trợ mệnh, học hành thi cử lấy bằng cấp, chuyển việc xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng.
Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều. Nếu không biết nắm bắt thì khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư các dự án tài chính cũng khá tốt. Nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Bản mệnh gặp được nhiều may mắn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thành tích làm việc được nâng cao. Thêm vào đó có thực thần tác động khiến cho bạn có một cuộc sống tự do hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Một khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước lo sau hoặc có người hãm hại. Người tuổi này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đạt được thành tích tốt, nhưng cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Những người làm văn phòng thì khó đạt được cơ hội, song cũng nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội tăng mức đãi ngộ, không phải chịu sự chèn ép hay có nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình để bổ trợ thân mệnh cho mình, kết tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý thần hợi mão mùi. Tử vi về tài lộc của mệnh chủ tuổi hợi năm Tân Sửu 2021, nhờ có cục diện ấn quan tương hỗ sinh tài mà năm 2021 là một năm khá thuận lợi với người tuổi này trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy năng lực tài hoa của mình trong sự nghiệp. Đặc biệt, nếu làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư thì bạn dễ dàng được thăng chức tăng lương. Nguồn thu nhập cũng khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy nhiên thì con giáp này cần phải chú ý, tuy trong năm 2021, thái tuế không có ảnh hưởng lớn đến bản mệnh, song vận may của tuổi hợi chỉ ở mức trung bình. Cuộc sống hay là sự nghiệp cần phải chủ động tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi hợi có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì, cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Không được ảo tưởng quá tham về vấn đề kiếm tiền nhanh chóng, làm giàu, không lao động mà vẫn có tiền, há miệng chờ sung. Phải thật vất vả thì mới có được thành quả đáng kể, phải lao động thì mới có ăn, nhưng không vì thế mà gia chủ bi quan. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp cần bố trí lại phong thủy nhà ở và văn phòng sao cho hợp lý. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kết tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi hợi trong năm 2021 Tân Sửu này cần phải cẩn trọng, chú ý trong tháng Nhâm Thìn, dương lịch từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 cho tới ngày 11 tháng 6 năm 2021, tức từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đầu óc tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung thì những gia chủ tuổi hợi không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu tiến hành cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi hợi năm Tân Sửu 2021, vì thái tuế không gây ra những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của tuổi này khá là ổn định. Tuy nhiên thì tuổi hợi cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn xung đột với người khác, hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc là đến những nơi ẩm ướt âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày thì cần giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu bia và các chất kích thích khác. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu.
bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết, khi mà trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng, cần có trang phục thích hợp. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên đi mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành thay đổi tâm trạng hoặc trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Hạn chế tham gia các hoạt động hay là trò chơi mạo hiểm, không nên đến nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi. Hạn chế đi đến những nơi âm u, ẩm ướt, nên tránh gây chuyện với cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội. Trong năm có họa thị phi, giữ mình bình an vẫn là chuyện quan trọng nhất. Tử vi tình cảm của mệnh chủ tuổi Hợi trong năm Tân Sửu 2021. Tình duyên của tuổi Hợi thì bản mệnh đào hoa không quá vượng, song tuế can tân kim là thiên án tinh, mà đây là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh, nên tuổi Hợi vẫn có nhiều cơ may đón nhận hạnh phúc. Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống khép mình, mà nên tích cực tham gia các buổi giao lưu, tụ tập, tự tin thể hiện bản thân. Như vậy, bạn mới có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Những cô gái tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái. Không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất thì mệnh chủ cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen, tìm hiểu với người khác. Song nữ mệnh nên lưu ý đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu đến, mà cần phải chủ động nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu. Với nam tuổi Hợi thì còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới, nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ. Như vậy, khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu với nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình duyên ảm đạm quá mức. Trong mối quan hệ với mọi người thì cần giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến cho người khác có ấn tượng không tốt về mình. Người đã lập gia đình hoặc đã có đôi sẽ phải đối diện với rắc rối, cần dành nhiều thời gian để ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung người ấy. Khi có bất đồng quan điểm thì cần giữ thái độ bình tĩnh, không nóng nảy, nếu không rất có thể sẽ vô tình gây ra những ảnh hưởng không tốt với mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt chia ly. Để kích hoạt cung đào hoa của mình, cần sử dụng vòng tam hợp quý thần Hợi, Mão, Mùi kết hợp với mặt dây chuyền hồ ly. Hai pháp khí phong thủy này có tác dụng chiêu mời quý nhân kích hoạt cung đào hoa, giúp cho hòa hợp vợ chồng may mắn trong việc lựa chọn bạn đời. Cát hung vận hạn của từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu. Tử vi tuổi Đinh Hợi, sinh năm 2007, ốc thượng thổ. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ. Thanh niên năm nay thì sẽ có nhiều quan hệ xã hội, dễ dàng kết bạn, nhưng cần phải để ý không kết giao với bạn xấu, dễ bị lôi kéo. Trên bàn học thì nên đặt tháp vàng xương để thúc giục việc học hành, cân bằng cùng với những sở thích cá nhân. Người tuổi này cần xác định mục tiêu chính của mình trong giai đoạn là việc học hành, vì thế nên dồn hết sức cho việc này, không nên mơ mộng và suy nghĩ quá nhiều. Phụ huynh cần phải chăm chỉ đốc thúc con cái, hướng con đến những điều tích cực, cần phải có thái độ mềm mỏng khuyên nhủ, chứ không nên áp đặt ép buộc gây nên áp lực lớn cho con. Người sinh năm này cần chú ý đến phương diện sức khỏe của mình hơn. Đồ ăn thì nên chọn các loại thực phẩm sạch, cách chế biến thanh đạm, ít dầu mỡ, nên ăn nhiều bữa trong ngày, nhưng mỗi bữa thì không nên ăn quá nhiều. Cùng với đó, vì thời điểm này đường tình duyên của bản mệnh không thuận lợi, có nhiều dấu hiệu bất ổn, nên hết sức tránh việc yêu sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc học, khiến cho thành tích đi xuống. Nam mệnh 15 tuổi, vân hán chiếu mệnh, không nên hành sự lỗ mãng, tránh tranh cãi với người khác. Nữ mệnh 15 tuổi, la hầu chiếu mệnh, sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền, chú ý gặp phải huyết quang tai hay là họa sát thân. Tử vi năm 2021 của tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, sơn đầu hỏa. Vào năm Tân Sửu này, nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, hỏa thổ tương sinh tiết mất khí của mệnh chủ, nên trong năm này sẽ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa.
năm nay có nhiều ý tưởng sáng tạo mới lạ, có cơ hội thể hiện bản thân trong công việc, nhận được sự công nhận ủng hộ của mọi người. Nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, tránh gây ra rắc rối, khiến cho vận may đi qua mất khẩu thiệt thị phi. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người cùng một lúc. Những người đã kết hôn thì có quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu, bao dung cho nhau. Tuy nhiên thì bản mệnh không nên quá tập trung vào chuyện tình cảm mà lơ là sự nghiệp. Tốt nhất nên lập ra một mục tiêu, kế hoạch rõ ràng là phấn đấu hoàn thành, không để chuyện riêng ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nếu tu chí làm ăn thì năm Tân Sửu là một năm cực kỳ tốt đẹp với bản mệnh trên phương diện sự nghiệp, phát triển năng lực và tầm nhìn của bản thân. Khi cơ hội xuất hiện thì bản mệnh cần tự tin nắm bắt, thể hiện cho mọi người thấy khả năng của mình, ghi điểm với ban lãnh đạo. Ngoài ra, để mở đường cho tương lai, bản mệnh cần chú ý phát triển các mối quan hệ. Nếu tốt đẹp, thời điểm cuối năm quý nhân xuất hiện giúp bạn có cơ hội thăng chức tăng lương. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn. Nam mệnh 27 tuổi, Mộc Đức chiếu mệnh, cẩn thận bệnh về gan, mắt, tránh dùng mắt quá độ. Nữ mệnh 27 tuổi, Thủy Diệu chiếu mệnh, tránh các việc thị phi và tránh những hoạt động liên quan đến nước. Tử vi năm 2021 tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, Đại Hải Thủy. Nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thổ Thủy tương khắc, cho nên năm nay mệnh chủ cần chú ý nhiều các bệnh liên quan tới thận. Những người hay phải đi xa, làm nghề lái xe đường dài cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không nên cố gắng làm việc khi cơ thể mệt mỏi, di chuyển cần phải chú ý an toàn giao thông. Những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng gặp phải nhiều trở ngại, chú ý tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, cần suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất là nên duy trì những mối quan hệ lâu năm đáng tin tưởng. Tốt nhất thì tìm cách nâng cao hiệu quả làm việc. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn. Người thân thì khó tìm được một người như ý muốn, khó thành đôi thành cặp với người trong lòng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính đến chuyện kết hôn. Với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ dẫn đến kết cục tan vỡ. Ngoài ra thì sẽ có nhiều thách thức cạnh tranh, cũng có cơ hội cải thiện môi trường kinh doanh. Người làm kinh doanh thì nên chú ý xử lý các vấn đề về thuế, công nghiệp, thương mại để tránh rắc rối. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để thâu thu tài lộc và may mắn. Nam mệnh 39 tuổi, Thủy Diệu chiếu mệnh, có nhiều niềm vui, còn có thể phát triển sự nghiệp riêng. Nữ mệnh 39 tuổi, Mộc Đức chiếu mệnh, đề phòng gặp tai nạn mất máu, hôn nhân dễ bất hòa, gia đình bất an. Tử vi năm 2021 của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, Thoa Xuyến Kim. Vào năm Canh Tí này thì nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, Thổ Kim tương sinh, nên trong năm nay mệnh chủ cần chú ý nhiều về các bệnh đường ruột, nhất là những bệnh liên quan đến đại tràng. Có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Từ đó có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong năm này, nhờ có sự trợ giúp của quý nhân mà tài vận của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tích cực. Có điều, trước khi đầu tư vào lĩnh vực nào thì tuổi này cần bình tĩnh, tỉnh táo, bởi nếu bạn nóng vội tin lầm vào những nguồn thông tin không chính xác thì rất dễ dẫn đến tình trạng tiền bạc tổn hao, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của gia đình. Tuổi Tân Hợi thì không nên ham đầu tư vào những mối đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đầy nguy hiểm. Không nên ôm suy nghĩ làm tỷ phú sau một đêm mà cố gắng hết sức mình, phát triển từng bước một, tuy chậm nhưng vững chắc. Năm nay có nhiều áp lực từ phía gia đình khiến cho bạn cảm thấy buồn phiền, nhưng chỉ cần bạn tích cực đối mặt với công việc, cuộc sống, những áp lực đó sẽ biến thành động lực. Ngoài ra thì năm nay cũng sẽ thích hợp để đầu tư bất động sản.
Nam mệnh 51 tuổi, Vân Hán chiếu mệnh nên an phận thủ thường, không nên làm tiên phong, được không bằng mất. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn. Nữ mệnh 51 tuổi, La Hầu chiếu mệnh nên chú ý sức khỏe, đặc biệt là mắt và miệng. Tử vi năm 2021 của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, Bình Địa Mộc. Vào năm Canh Tý, nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý đến các bệnh liên quan đến xương cốt, cẩn trọng trong việc đi lại nhiều hơn. Tình trạng sức khỏe của mệnh chủ khá là ổn định, song cần phải hạn chế đi xa quá nhiều. Khi ra khỏi nhà, cần chú ý an toàn giao thông, tránh tình trạng tổn thương chảy máu. Về khía cạnh tình cảm vợ chồng thì cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi tâm sự với nhau. Có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh để trao đổi với nhau. Trong vấn đề tài chính thì mệnh chủ cần phải có suy nghĩ thật thẩn thận, thấu đáo, không nên mù quáng nghe theo những nguồn tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin. Năm 2021 không phải là thời điểm đầu tư thích hợp, bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại. Nếu không muốn mọi công sức của mình bỏ ra đều đổ sông đổ bể, bản mệnh cần chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia những hoạt động đầu tư mới mẻ. Trước khi quyết định thì cần phải cân nhắc kỹ càng. Ở vào thời điểm này, Kỷ Hợi không nên lựa chọn đầu tư, trường hợp xấu nhất có thể khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, mọi công sức lao động đổ sông đổ bể. Cho dù làm bất cứ việc gì thì tuổi này cũng cần phải quan sát, để ý tình hình thị trường, làm gì cũng cần chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân. Năm nay, gặp thái tuế ấn tinh, tài vận khá may mắn, có thể thử đầu tư sinh lời dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, sẽ có lợi nhuận tốt. Đồng thời thì hãy cẩn thận với một số kẻ lừa đảo qua thư điện tử, gặp chuyện nên cùng gia đình thương lượng hoặc báo công an để xử lý. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và thập nhị thần bát bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn. Nam mệnh 63 tuổi, Mộc Đức chiếu mệnh, chú ý đến gan và mắt. Nữ mệnh 63 tuổi, Thủy Diệu chiếu mệnh, tránh tham gia các hoạt động liên quan đến nước, khẩu. Quý anh chị thân mến, mọi vận mệnh lộ trình của con người đều có thể thay đổi nếu như không biết nắm bắt cơ hội và cố gắng. Chính vì thế, để nắm bắt cơ hội thành công, có công danh sự nghiệp tài lộc viên mãn, khi và chỉ khi quý anh chị thực sự yêu mến công việc của mình, làm hết mình và quyết tâm không từ bỏ. Luận giải này thì chỉ giúp cho quý anh chị đón được những vận may thời cơ, nắm được chứ nhất định không có chuyện không làm mà được ăn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc các hung đảm vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Hợi trong năm 2021, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy gia cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc quý anh chị luôn thành công, may mắn trong cuộc sống.